Anh nghe bảo kiểu là soi ác tiểu thư đúng không? Đây có thể là nhân vật mới nổi lên này. Wow. Băng ABC nhá. Hay còn gọi là ABC ấy, theo tiếng Việt. Thì cái áo này là mới ở event vừa rồi đấy, đúng không? Còn cái long văn này các bạn thì thấy là có dòng ngoại công và dòng nội công. Thì có thể là cũng rất là ngon tại vì cái dòng thể thân và tất cả tính như cả. Thì thể này 37 cộng với 7 nữa này. Bằng 44 đúng không? 44 thể đấy. Cái này là mang qua tiêu, chắc là bạn ấy đang đeo vui thôi, đang đeo vui. Chứ còn cấp 119 rồi, họ có cái băng phách ở ngay ở trong túi này. Liên này, cái này thì cũng mới thôi, thì cũng không rõ là như nào, hay là bạn ấy vừa mới từ từ cấp nhỏ lên thì cũng không rõ, cũng khả năng là mới từ 5x trở lên này. Cái đồ thì vẫn chưa thấy ấy này này. Nhưng mà nếu mà vừa mới từ 5x phọt lên ý, thì khả năng là bây giờ tu lại từ đầu là cũng hơi căng. À nhưng mà vừa rồi có công lực đan. Vừa rồi có công lực đan đúng không? Tại vì 5x chưa tu được và 7x mới tu được. Nếu mà bây giờ vừa phọt lên ý, thì nó sẽ hơi kém tu, nhưng mà có công lực đan ấy, thì coi như là một ngày, nếu tính cả cả cái số lần cho của game ấy, thì là một ngày coi như là chúng ta 4 viên. Đúng không? Coi như một lần chúng ta tu được 100% công lực này, ăn thêm 3 viên nữa coi như 4 viên đúng không? Thì nó cũng nhanh hơn. Ở đây là chắc là ác đồ ác nào đấy chuyển sang. Ban đầu mình tưởng là ác này bạn ý kiểu là trai mang hoa tiêu các thứ cơ, nhưng không phải. Khả năng là mới từ 5x vọt lên. Thế thì cũng chưa gì hiểu bạn cả, nhưng mà cái tốc độ lên nó quá nhanh. Đồ vẫn 5x nhưng mà đã lên cấp 119 rồi, chứng tỏ là thực lực là rất mạnh ấy. Trong tương lai gần anh em sẽ kiểm tra lại, chứng kiến một tiểu thư bá đạo hơn nhé.